đưa du lịch ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch châu lục và thế giới. Để cái phát triển tốt hơn về du lịch trong cái thời gian giai đoạn tới nữa thì một cái nhiệm vụ mà đặt ra của tôi là phải làm thế nào các cái điểm đến du lịch của Mộc Châu ấy là phải quản lý tốt cũng như là phát huy tốt hơn nữa cái vai trò của các cái điểm đến du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch thì cũng phải có những cái chiến lược cho mình để làm thế nào đó mà hình ảnh Mộc Châu sẽ đến được với đông đảo người dân hơn. Và như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng là sau dịch du lịch Mộc Châu sẽ phục hồi cái nhanh chóng. Thưa quý vị, thưa các bạn, với địa hình đa dạng, nhất là khí hậu ôn đới trong lành, Mộc Châu được coi là viên ngọc quý của tỉnh Sơn La, là một trong những khu du lịch quốc gia hấp dẫn nhất trên cung đường khám phá Tây Bắc. Sự chủ động của chính quyền địa phương và các công ty du lịch ở Mộc Châu đã giúp du khách khi đến đây không chỉ thích thú với việc tham quan trải nghiệm các khu, các điểm du lịch xinh đẹp mà còn cảm thấy hài lòng với các điều kiện đón tiếp. Xin chào các quý vị. Hôm nay em Lâm Khánh lại gửi đến quý vị một chiếc tủ đài thâm âm than radio của Victor. Con này thì cực kỳ sâu đời rồi các bác nhá. Nhưng mà nó vẫn giữ được cái vỏ bóng piano cực kỳ đẹp. Dòng là STL161 các bác nhá. Hai bên này thì nó sở hữu hai con toàn giải bass 16 cm bầu dục các bác nhá. Bầu dục. Cái căng căng cước cổ cần còn rất mới nhá. Ở bên đây có cái logo Studio. Hai bên thì nó được có trang trí hai cái diềm vàng. Tất cả như này đều là hàng zin hãng các nhá, chứ chưa có qua mông má chỉnh sửa gì. Từ những thập niên 1960 mấy, con này rất là lâu đời rồi nhá. Chạy bóng đèn điện tử, vỏ trên còn bóng nhoáng cực kỳ đẹp. Đây là volume nhá. Đây là nước để anh em vặn lên chỉnh lên radio và vặn xuống là follow. Đây là nút vặn về đây nó sẽ là tắt và anh em vặn lên thì là vừa bật vừa là nút turn luôn. Đây là volume này. Happy Land, vườn dâu Chimi, bạn Phan Thị Yến, du khách tỉnh Bắc Ninh tỏ ra thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên em được đi trải nghiệm vườn dâu Tây. Đây là volume, volume to nhỏ nhé quý vị nhé. Đây là ba lăng cân loa. Ba lăng cân loa nhé. Đây là do đài này. Con này bắt rất là nét nhé quý vị nhé. Mặc dù em cũng chưa có đấu dây đâu, dây em vẫn để nguyên nó. Nói chung là nó chỉ thò ra khoảng tầm mấy chục phân thôi. Chưa được mấy chục phân, nó chỉ thò ra khỏi máy khoảng 20 phân, nhưng mà chưa khỏi thò ra khỏi cái vách hậu này được 10 phân đâu. Nó rất là ngắn thôi. Đây này, nó thò ra như này thôi quý vị nhé. Đấy, nó chỉ thò ra như này thôi. Mình muốn ấy thì dài, nó nối dài hơn nữa chút nhé. Đây là một nội dung cụ thể hóa phương này. Đây, do đài. Dòng này thì AM nó cũng bắt được vài đài các nhá, nhưng mà đặc biệt cái dòng này bắt rất nét. Bắt được rất nét nhá. Đây một đài nhá, tầm số 7. Đây số 6 không đài nữa này. Đến những trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, táo mán lẻ để mang đến những trải nghiệm đặc sắc thú vị. Cái này thì là nút tơn nhé. Chị Bùi Thị Thanh Tú, du khách tỉnh Hòa Bình. Mình vặn nhỏ ở đây thì nó sẽ không không tăng giả tầng cái phần tơn nhé. Nút tơn này thì nó chỉnh cả bát cả chép luôn. Mông vùng Tây Bắc này nó là một có những cái nét đặc trưng rất là đặc sắc. Chúng tôi đến đây thì rất là hào hứng phấn khởi. Con này size to nhá quý vị nhá. Size cực kỳ to. 2, 3. Con này đến tầm khoảng 68 cm quý vị nhá. Chiều cao. Chiều cao thì nó tầm 25-26 cm. Chiều sâu. Chiều sâu thì tầm khoảng cỡ 22 quý vị nhá. Con này thì giá trị trưng bày và sưu tầm cực kỳ cao. Không mấy khi có mua được một con đẹp như này. Phần đĩa than thì cũng chạy ok. Đây là cái lắp để anh em mở lên để chạy mâm than nhé. Cái sơn bóng của nó còn rất đẹp nhé quý vị nhé. Nó gần gũi và mang tính chất là giữ gìn bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường. Ở đây nó sẽ có cái nút để anh em vặn tốc độ này. Đấy, gọi đây là off và tắt này. 33, 45, 78. Vang vọng chỉ có tiếng chim hót, tiếng vang ngân, tiếng chim thì rầm. Mộc Châu thực sự là một điểm đến hấp dẫn. Cái này thiết kế cái máy này nó thiết kế rất hay. Là cái là nó có một cái chặn đây này. Khi anh em mình bị rơi cái này xuống đây
thì bình thường cái kim này nó sẽ đập xuống dưới này, nó sẽ hỏng kim. Đấy, những cái dòng này nó thiết kế cái này là không bị chạm kim xuống dưới mặt nền. Đấy, đấy đặt đây cũng được. Đấy, còn không thì đặt đây. Tùy mình dùng đĩa nào các bác nhá. Đấy, rất là hay luôn, không bao giờ chạm kim xuống nhá. Đấy, cái này cái đĩa kia nó hơi bẩn cho nên là cái kim nó còn bị một lượt bụi đây này, chứ còn kim của nó còn nhọn hoắt nha quý vị nhá. Kim còn bị bẩn đây này. Thịt heo rừng lai và các gia vị thiên nhiên khác, trong đó gia vị đặc trưng nhất là ớt xiêm, tiêu xanh, ngò gai ta và lá é trắng. Các gia vị cũng có thể được thay đổi. Tất cả là kim có zin của máy luôn nhá quý vị nhá. Đây là cái phần nắp đằng sau này. Đây nó cũng có ghi các cái thông số cũng như là cái mã seri các thứ này. Đấy. Số seri là 8862404 này. Con này rất hay là ở mâm than của nó cũng có cái in cái số seri này luôn. Cũng trùng như này luôn nhá quý vị nhá. Hàng Nhật nội địa điện 100V. Đấy. Con này thì nó cũng đầy đủ các thông số này. Đấy. Chiều các chiều này. Đấy, chiều cao này 26,6 cm này, chiều rộng là 68,5 và chiều cao là 30, chiều sâu là 26,6, nặng 6,5 kg. Đây là các cái thông số bóng đèn rồi là công suất. Đấy, Victor STR 161B có nhá. Đây là logo của Victor, con chó đang ngửi kèn. Đây là cái mã to hơn, anh em nhìn dễ hơn. Đấy. Cái nắp hậu này của nó còn cực kỳ đẹp nhá, không có bị ẩm ướt gì. Mà cái nắp này thì bình thường nhiều con thì nó rất hay bị bở bị ẩm ẩm ấy. Nhưng con này còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi, anh em có nhu cầu cái chiếc đài đèn thì radio đèn này, đấy, chạy mâm than và radio thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 nhé. Xin nhắc lại là 0972 451 489, địa chỉ tại ngõ 43 Cổ Nhuế. Tất cả những mặt hàng này thì sẽ được đóng gói thùng xốp cẩn thận thôi nha. Những dòng âm ly mà có đèn này thì nói chung là gói nó phải thật cẩn thận để tránh trường hợp nó bị vỡ, bị hỏng nhé. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp quý vị ở cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn.